lâu quá rồi mới có cảm giác. Nó mụn rồi. Cái da em lại đỏ lại vậy. Chung là chị quay qua bên. À, chị đang camera để mâm. Trời sắp mưa rồi ta. Bây giờ bây giờ em không xài thuốc bên chị à? Dạ không, 6 tháng ở nhà đâu đổ đặt đồ được đâu. Nó không ship được hay sao? Dạ. Chỗ em người ta không có nhận giao hàng tới luôn á. Ghê vậy. Giờ nó chai hết cả cái vùng này luôn rồi này. Viêm lên thôi chứ này không thể lấy được rồi. Bỏ thêm bông luôn nha. Này đang để đây, tự nhiên đi cắt đi. Nó viêm nguyên một ổ luôn này luôn nha coi. Mà chứ nó viêm một ổ đây hả? Đạt. Dạ. Cái chỗ này nè. Hình như có vậy. Lâu lắm rồi hay sao? Lâu lắm rồi hả? Cái mụn đấy nó viêm lâu lắm rồi đó hả? Tại ở nhà không đâu có đụng với đó. Xong rồi em xức thuốc nó xè xuống à?
Hình như để lâu lâu nó tụ xẹp xuống rồi sao đó. Đúng là dịch. Không được cái gì hết. Của em đi, em có đi cách ly thì như uống vitamin C hơi nhiều, xong nó cũng nổi lên cao quá trời. Có bị F0 không mà đi cách ly? Có, em mới lạnh, em lên Sài Gòn, em mới lên Sài Gòn tính giờ từng tháng. Em lên 2 tuần xem em đi, em bị F0, xem em đi 2 tuần. Lên đây là bị F0 luôn hả? Dạ. Biết gì nữa. Xui ghê. Đâu biết nó dài vậy đâu. Không ai ăn thịt kho. Thèm ăn thịt kho
đấy. Cầm
Ở nhà em có chấm thuốc gì không Đạt? Dạ không. Chấm thuốc xong nó cứ chóc 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 chóc. Dạ lúc dạ lúc cũng khô xưa giờ. Không là quên gì bấm. Chị nói là khô trên cái đầu mụn đấy. Chị nói cái da em nữa. Cái này là cái mặt này mà sẽ AHA thì thôi. Rồi mình sẽ bé AHA đâu, sẽ AHA đâu. Đấy trai mà mẹ ơi luôn á. Nhớ mà chị ăn kêu cho Vi đi làm nha. Không, em không có nói đâu nè. Đứa nào nói Hạnh à? Làm cho tình chị em nó xào xáo đấy. Chị em chắc có bệnh lâu. Nhưng mà em phải không cho, không muốn cho cái Vi qua đúng không? Không, đang nói cái Như à. Nói chung là do thời tiết ấy, ở bên bên Mỹ nó lạnh hơn. Tại bên bên mình là cái hậu ảnh nhiệt đới đó. Em đổ hồ hơi nhiều á. Đó là vi kim nó mới hết được. Nhưng mà nó phải duy trì, giống như là mình phải vi kim xong lần là mình cũng phải duy trì xài sản phẩm để cho nó xe khích lại rồi. Chứ mình phải vi kim cho bỏ. Nó cũng không có xe. Kiểu như nó thông thoát lại trên lông cái gì. Nhưng mà nó sẽ bị mụn sần 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 sần. Em bị có lần một chị. Sau đó em bị lên mấy cục. Sau đó em không xài retinol ấy. Của Obagi luôn đó. Của Obagi ấy. Cái đấy nó tốt hơn cái AHA ấy. Em nhiêu tuổi rồi? Biết ai thấy nó cũng có ấy gì đâu.
Chị là như vậy. Chị tạm mất nữa. Ủa chớ, da em chị kêu em xài hả? Chứ sao. Chị em uống nó lậu quá, chị uống lậu quá à, chị nó có dấu hiệu lậu quá đi. Cả 22, 23 gì đó. Xin lỗi em. Chị tưởng em già cả 25 tuổi rồi. Giờ là nó đít luôn rồi, rạm nhìn nè. Bên kia nó lạnh thì thấy cái lỗ chân lông nó xe lại thôi, chứ còn về đây nó nóng nó lại nở ra. Giờ có một cách mà nó xe lại nè bé. Sao bên kia ở lại? Đúng rồi, sao bên kia lại? Em sao bên kia định cư luôn. Hôm mà nó đi học à? Ủa là học xong chưa? Em mới học, mới đại học rồi. Tại em về đây rồi đó. Giờ không muốn về, bỏ nữa rồi hả? Dạ, không. Chị ơi, chị có xem hồ sơ của Vũ chưa? Em nó chảy hết rồi. Giờ về cho nó xứng hơn, cho nó gọn lên nha.